Chương 1068, Văn Lão Ba người Long Hành Vân của Xích Lan Cát, ô ô cũng muốn ở lại bên người chiếu cố, ai ngờ Long Hành Vân không chịu, nói cái gì thám hoa lan gian trá, muốn đi theo nhìn chăm chăm. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, một nửa là lý, một nửa là cảm giác. Về lý là, ô ô bên này có thu hoạch gì, hắn đều có thể chiếm được hết, thám hoa lan bên kia thì chưa chắc. Còn về cảm giác là, tên cậu thám hoa kia không chịu ở lại chỗ này, nhất định phải đi mạo hiểm có vẻ rất khả nghi, căn cứ kinh nghiệm giao tiếp của hắn với cậu thám hoa, tên kia không dễ làm chuyện dư thừa như vậy, sợ rằng có cái gì mờ ám, nhất định phải nhìn chầm chầm. Hoàng Tu Hùng cùng Phượng Quan Vân vốn tưởng rằng ô ô sẽ ngăn cản, ai ngờ ô ô cũng hời hợt khuyên nhủ vài câu liền tùy ý được cho phép, Long Hành Vân lập tức mang theo Hoàng, Phượng hai người đuổi theo Dữ Khánh cảm giác của long hành vân quả thật cũng không sai thám hoa lan quả thật không rảnh rỗi như vậy hướng đi bên ngoài chỉ là chớp nhoáng một phát súng sau khi tránh tai mắt mọi người liền thay đổi phương hướng nhưng đám người long hành vân cũng không biết một đường ngốc nghếch đuổi theo trên đường Vũ khánh dẫn người bôn ba một hồi không phát hiện thân ảnh đám người hướng lan huyên lo lắng đi lạc đường khi sắp xếp gần trăm người bên mình chia làm vài tổ lệnh cho mọi người tản ra lục soát một khi có phát hiện lập tức đến báo sư huynh đệ giữ khánh ba người thêm bách lý tâm còn có một bộ phận người của tam tiên bảo hợp thành một tổ an ấp cùng tô thu tử cũng ở trong đó a lan đại cô không thể tách rời cứng rắn đi theo bọn họ tiếp tục đi tìm kiếm hướng lan huyên trên đường thừa dịp leo lên đỉnh cây lớn nhìn ra xa quan sát tránh được đám người tam tiên bảo nằm trút trút cục hỏi ra chuyện ấm ức nãy giờ lão thập ngủ, linh căng chính là mấu chốt mở ra lối ra bọn họ cứ như vậy cầm đi sao ngươi ngay cả một câu cũng không nói? Vũ Khánh nhìn đám tùy tùng dưới tàn cây, thấp giọng trả lời, nhiều người như vậy thấy được Linh Căng mở ra tiên phủ, cái kia côn nô nếu thật sự còn tồn tại, Linh Căng ở trong tay ai, ai tám chín phần mười muốn xui xẻo, chúng ta nhưng là trước mặt mọi người cho đi ra ngoài. Ngươi nghĩ ta vừa rồi vì cái gì không tình nguyện đi theo bọn họ, cũng không muốn cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi cũng không ngẫm lại hướng lan huyên bà cô kia là người có bao nhiêu khôn khéo, linh căng trọng yếu máu chốt như vậy đều có thể chủ động biểu thị giao cho người khác trên tay, này bình thường sao? Nam Trúc ô một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện người vào, Côn Nô tất nhiên sẽ điều tra làm sao vào được, tất nhiên sẽ truy linh căng nguồn gốc. Ô, ô ô cũng biết Cung Nô tồn tại, hắn không có phản ứng hay là chuyện gì xảy ra? Dũ Khánh, ta cũng không phải dung đổ trong bụng hắn nào biết hắn nghĩ như thế nào. Nam Trúc, vậy chúng ta đuổi theo hướng Lan Huyên, là muốn ông bắp đùi sao? Vũ Khánh thấp giọng thì thầm, có phải cũng không phải, ông hay không ông bắp đùi đều là thứ yếu, ông ai cũng là ông, chủ yếu là đi theo bà cô kia tương đối an toàn, theo ta được biết, bà cô kia rất có thể ẩn giấu tu vi, nói không chừng đã là thân thể bán tiên rồi. Hắn không tiện nói ra chuyện tiểu sư thúc truyền âm. A. À, Nam Trúc chấn động, làm sao có thể, có thực lực này còn khiêm tốn như vậy. Vũ Khánh, à, còn phải nói sao, khẳng định là không thắng được mấy vị bán tiên kia, với tính cách của bà cô đó, có thể thắng đã sớm nhảy ra xưng vương xưng bá, cần phải giả bộ như vậy sao? Việc này trong lòng chúng ta biết rõ là tốt rồi, nàng giả bộ hồ đồ, chúng ta cũng giả ngu, như vậy chúng ta còn có thể đòi chút tiện nghi, vạch trần nàng sẽ trực tiếp coi chúng ta là bao cát, nàng vốn quen ý thế hiếp người có thể lý giải, Nam Trúc liên tục gật đầu ừ một tiếng, lúc trước bị ép giao ra linh căn, hắn là tràn đầy cảm thụ ủy khuất. Sau đó một nhóm tiếp tục đi về phía trước, trên cây dưới tàn cây đều có người, núi rừng rậm rạp, kỳ u quỷ bí, chim tước trùng kiến mà trước nay chưa từng thấy qua. Đi tới đi lui, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng quát của tô thu tử, người nào. Đám người giữ khánh nghe tiếng nhanh chóng vọt tới. Giữa một gốc cây đại thụ có một ông lão ngồi, tóc hoa râm, khóe miệng có vết máu, chỉ là cách ăn mặc của cả người có vẻ hơi lỏng lẻo, bất quá hai mắt vẫn rất có thần, lúc này đang bị Tô Thu Tử rút kiếm chỉ vào. Lão đầu chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Vũ Khánh liền ngây ngẩn cả người. Vũ Khánh nhìn thấy hắn cũng ngây ngẩn cả người, quen mắt, đã gặp qua, trong đầu xoay chuyển, nhớ ra, bật thốt lên, văn lão. Ông già này không phải ai khác, ngay cả ông già trông coi từng gặp trong tàn thư các của văn thị Ninh Châu, tên là gì hắn cũng không biết chỉ nhớ tên thường gọi là văn lão nói đến lúc trước có thể tìm được manh mối của tiểu vân Giang, vẫn là được lão nhân này trợ giúp không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này ông lão trừng mắt nhìn tiểu tử lật sách của ta là người người chính là thám hoa lan kia phải không gây cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau theo dõi lẫn nhau lật sách tô thu tử lúc này đem kiếm thu lại phát hiện quả nhiên là phong cách của thám hoa lan điều này cũng có thể gặp gỡ người vì sách mà kết duyên. Diễu Khánh gãi gãi gáy, đối với người bên văn thị, trong lòng luôn có một loại tình cảm nói không rõ, nhìn về phía Tô Thu Tử hỏi, ngươi đã thương hắn. Tô Thu Tử vội giải thích, không có, tôi cũng vừa nhìn thấy, phát hiện hắn trốn ở đây. Văn lão khoát tay áo, không liên quan đến hắn, là bị người khác đánh, lúc trước ta đi theo một đám người xấu xa chạy vào, không vừa lòng, may mắn ta chạy nhanh, nếu không mạng có thể đã mất. Vũ Khánh Hồ Nghi nói, ông không canh giữ tàn thư các, chạy tới đây làm gì? Trong ấn tượng của hắn, lão nhân này cơ hồ là không rời khỏi tòa văn su cắt của văn thị. Văn lão, đọc sách nhân gian, xem cảnh nhân gian, nhân gian dĩ nhiên không giữ được ta, tiên đồ vừa mở ra, ta phải tới xem. Vũ Khánh liếc mắt xem thường, lại là một người tới tìm tiên duyên, chỉ chỉ vết máu bị thương của hắn, đẹp mặt không, ý trào phúng trong giọng nói rất rõ ràng, với chút bản lĩnh này, cũng dám chạy tới đây xen vào chuyện này văn lão rất tùy ý nói không biết còn chưa thấy cái gì nghe nói ngươi đối với tiên phủ này tương đối hiểu rõ nếu không ngươi dẫn ta đi xem Vũ khánh thật sự không muốn nhiều chuyện gãi tráng nhẹ nhàng nói với đám người tô thu tử người này hẳn là không có vấn đề gì thuận tiện mang theo đi hắn đã nói như vậy người khác tự nhiên không có ý kiến gì văn lão đánh giá Vũ khánh từ trên xuống dưới ngược lại mỉm cười đoàn người lại xuất phát, sau khi đối nhân rời đi, Nam Trúc lại kéo Dữ Khánh hỏi, sao người nào ngươi cũng dám nhận, lão nhân này là ai vậy? Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm ở bên cạnh hiển nhiên cũng có nghi hoặc này, với tính cảnh giác hiện tại của lão thập ngũ, tự hồ không quá bình thường. Dữ Khánh có chút khó mở miệng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn thông báo, Ninh Châu, ông già trong tàn thư các văn thị, nằm đó đi vào xem sách, có thể tìm được manh mối của Tiểu Vân Giang là nhờ ông ấy giúp. Tình huống của ông ấy nói thế nào nhỉ? Hình như vẫn canh giữ trong tàn thư các, không có quan hệ gì với bên ngoài, vấn đề hẳn là không lớn. Văn Thị A, Nga Nam Trúc ý vị thâm trường Nga một tiếng, hắn trực tiếp coi như lấy cớ bỏ qua, chợt nhíu mày, người mới vừa gọi hắn cái gì? Văn Lão Dũ Khánh nói xong còn giải thích một chút, ta cũng không biết tên thật của hắn là gì, chỉ biết mọi người đều gọi hắn là Văn Lão. Nam Trúc hỏi, Văn nào, là văn tự hay là văn thị dữ khánh nghĩ nghĩ không phải họ văn thị hình như bởi vì hắn trông coi văn khu cát đều xưng hô văn tự nam trúc tặc hề hề hỏi cùng văn khúc giống nhau vừa vặn hắn lại tiến vào ngươi nói hắn có thể hay không chính là sô vũ bọn họ nói văn khúc lời này vừa nói ra đem mấy người đều giật nảy mình văn khúc có thể bị đám ô hợp kia đã thương văn khúc nếu vẫn ở văn thị vì sao ngồi nhìn hạo kiếp văn thị phát sinh hai người nam mục nhìn nhau ngẫm lại cũng đúng ngay cả đinh giáp thanh cũng có thể bị đánh lui đám ô hợp kia há có thể mạo phạm tuy nói như vậy nhưng nam trúc nhắc nhở vẫn làm cho mọi người trong lòng tồn nghi dù sao cũng là một khả năng bọn họ sau khi đuổi theo đội ngũ không nhìn được thường lặng lẽ quan sát văn lão kết quả phát hiện tô thu tử và văn lão nói chuyện rất thoải mái là tô thu tử chủ động bắt chuyện hắn lại mắc bệnh cũ, vừa nghe nói là người trong coi tàn thư các gì đó, lập tức hăng hái, miệng phun văn hoa, mà văn lão thoải mái tiếp được, cũng không hổ là người trong coi văn khố ngàn năm, thật là uyên bác, chấn động đến mức hai mắt tô thu tử lóe sáng, tất cung tất kính, giữ lễ thầy trò. Đối với tô thu tử mà nói, lão này tự hồ so với thám hoa lan thiên hạ đệ nhất tài tử còn bác học hơn. Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ từ trong miệng thám hoa lan cảm thụ qua cái loại tài hoa đệ nhất thiên hạ này. Mỗi lần tham khảo những thứ này, thám hoa lan luôn nói đã vứt bỏ văn tòng võ, làm hắn vô cùng tiếc nuối. Thám hoa lan tự hộ đã đến một cảnh giới khác, cùng quan đồng trần. diễu Khánh đối với một màn này khó chịu, lúc cùng an ấp đồng hành, âm dương quái khí một câu, tô thu tử tình huống gì vừa mới quen biết, liền muốn an tiền mã hậu sao. An ấp cười khúc khích, hắn liền tật xấu này, ngài đừng cùng hắn bình thường so đo nói đến đây nàng cũng nhân cơ hội hỏi ra trong lòng nghi ngờ tiên sinh ta không nghĩ tới chúng ta sẽ đi tới tiên phủ chúng ta chuyến này an toàn sao Vũ khánh nhiều người muốn vào tiên phủ như vậy các ngươi không muốn sao cũng không phải không muốn chính là an ấp ấp úng không biết nên nói như thế nào nếu là chính mình chủ động muốn tiến vào kia tự nhiên là cái gì tâm lý chuẩn bị đều làm tốt cái này như thế nào cảm giác là bị lừa tiến vào muốn không lo lắng cũng khó dữ khánh vạch trần nghi ngờ trong lòng nàng cảm thấy bị ta lừa sao nói ra trước mặt mọi người cũng không sợ người ngoài nghe được an ấp sửng sốt chợt hỏi nếu nguy hiểm tiên sinh vì sao cố ý tiến vào dữ khánh cũng giống như những người khác muốn vào ngươi triệu tập người của tam tiên bảo nói một chút hiện tại hối hận còn kịp muốn trở về ta không miễn cưỡng ta có thể tìm những đại lão kia thương lượng một chút, mở cửa ra cho các ngươi đi ra ngoài trước. Lại chỉ về phía ngọn núi xa xa, thừa dịp hiện tại cách lối ra không xa, qua ngọn núi kia, hối hận nữa ta sẽ không quản nữa, đi thôi. An ấp do dự một chút, việc này một mình nàng cũng không làm chủ được, cuối cùng vẫn là đi làm theo. Nhưng đúng lúc này, xa xa đột nhiên liên tiếp truyền đến tiếng động, mọi người cả kinh, tự hồ có đánh nhau. Lão cửu Dữ Khánh gọi một ngạo thiết, chỉ chỉ vai hắn, hắn lập tức thả Tiểu Thanh ra. Chương 1069, Thề Độc Động tĩnh nơi đánh nhau, chỉ là sự việc xảy ra đột nhiên, mấy người khổng lồ thân cao hơn 10 trượng, đột nhiên từ trong núi rừng nhảy ra, từng người cơ hồ đều trần truồng, duy chỉ có bộ vị riêng tư trọng điểm không biết dùng vật bệnh gì bọc lại. Vung đại bổng trong tay bọn họ, chiếu theo nhân mã đại nghiệp ti đến tìm kiếm điên cuồng quét ngang loạn đập có thể nắm ở những cự nhân này trong tay đại bổng, phân lượng cùng thể tích có thể tưởng tượng được, đảo qua chỗ cùng phong gào thét, từng gốc cự thụ cao chọc trời bị quét lật không nói, núi vách đá bị đập trúng cũng bẻ gãy nghiền nát sụp đổ. Sự việc xảy ra đột ngột, một số người tránh né không kịp bị quét trúng, thổ huyết bay tứ tung tại chỗ. Người khổng lồ đột ngột xuất hiện, chỉ là tạm thời mang đến cho mọi người khiếp sợ cùng khủng hoảng bất ngờ, sau khi giao thủ rất nhanh liền thích ứng dù sao đều là người có kinh nghiệm chém giết. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, đối lập với người khổng lồ có chút chỗ tốt, dễ dàng lợi dụng sơ hở, cảm giác kia giống như là người đang đập rùi bỏ bình thường, mà những con ruồi này còn có thể phản kích, trên tay còn có vũ khí, rất nhanh liền đem những người khổng lồ da dày này chém da tróc thịt, máu tươi đầm đìa, đau ngao ngao kêu. Có người vung kiếm giận giữ đâm sau lưng người khổng lồ, người khổng lồ đau đớn dùng gậy đập vào lưng mình, có người vung kiếm rạch ra ở sụn đầu gối người khổng lồ, dưới chân người khổng lồ đau đớn lão đảo không vững. Hướng Lan Huyên dẫn đội cũng không tham chiến, mà là trước tiên né tránh, giấu đến hậu phương trong núi rừng. Sau khi quan sát một chút, nàng bỗng nhiên thi pháp hô lớn, rút lui. Nhân mã đại nghiệp ti triển đấu với người khổng lồ nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu, ném xuống mấy cổ thi thể, đi theo hướng Lan Huyên nhanh chóng rút lui mà những cự nhân kia cũng chạy như bay đuổi theo nhảy nhóc lên xuống, truy sát không buông, một đường trèo đèo lội suối, đẩy ra những cự thụ chọc trời kia như cỏ lau. Một gã đại nghiệp ti nồng cốt thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng Lan Huyên, nhắc nhở nói, đại hành tẩu, những cự nhân này tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng giải quyết bọn họ không khó. Nghĩa là chúng ta không cần phải chạy trốn. Hướng Lan Huyên trả lời chỉ một câu, cắt đuôi bọn họ. Về phần nguyên nhân, nàng không muốn giải thích, cũng không thể giải thích, nàng bây giờ còn không thể nói cho mọi người côn nô tồn tại, động tĩnh lớn như vậy, rước lấy côn nô làm sao bây giờ? Nàng hiện tại cũng không muốn để cho mình dẫn đầu bị côn nô theo dõi, nàng muốn cho người khác đi trước thử nước thăm dò sâu cạn. Mặt khác chính là không muốn vội vàng gây thù địch, cho nên không giết những cự nhân này. Thật tình không biết, trong một gốc cây đại thụ gần nơi giao chiến vừa rồi, đã có người ở phía sau cành lá che chắn lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình. Là một người màu da cổ đồng đầu trọc, hai đôi mắt sáng như đuốc, bộ râu dài hình chữ bát, thân mặc một thân trân bóng áo đen, trong mắt lộ ra một điểm nghi hoặc, hắn có chút không rõ vừa rồi những người đó vì sao muốn chạy trốn, rõ ràng có thể đánh thắng những người khổng lồ này. Nghĩ mãi không ra tựa hồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, người như một luồng gió mát lặng lẽ biến mất ở trong tán cây. Ngay sau khi hắn đi không lâu, lại có một đội người mò tới phụ cận, trốn trong bóng tối lặng lẽ quan sát, chính là nhóm Vũ Khánh nghe tiếng chạy tới. Bọn họ nhìn thấy hai người khổng lồ da tróc thịt bông trên người đầy máu, một người đầu gối bị thương đứng không vững ngồi dưới đất, người kia nhổ một đống lá cây cho vào miệng nhai nuốt rồi đắp lên đầu gối đồng bạn, tóm lại hai người hỗ trợ xử lý vết thương cho nhau. Sau đó, hai người khổng lồ, một người đỡ người kia, khập khiển rời đi. Sau khi xác định bọn họ đã đi xa, đám người Dũ Khánh mới chạy ra, ở hiện trường đánh nhau xem xét mấy cổ thi thể, vừa nhìn trang phục áo lăm liền biết là người của Đại Nghiệp Ti. Hiện trường không có thi thể người khổng lồ, chỉ có thi thể Đại Nghiệp Ti nhân mã, mọi người hai mặt nhìn nhau, Dũ Khánh càng là kinh nghi, liền hướng Lan Huyên đều chỉ có chạy trốn phần sau. Văn lão đeo túi sách đi khắp hiện trường xem xét, quan sát nơi bị gậy gỗ của người khổng lồ phá hủy. Bỗng nhiên! thân ảnh tiểu thanh từ xa bay tới dữ khánh phi thân nên đón tránh tai mắt mọi người cùng tiểu thanh nói chuyện với nhau một chút biết được bọn lan huyên chạy trốn về phía sau lúc này quyết định chạy tới trước xem là tình huống gì hắn để cho đại bộ phận người lưu lại phải đem nhân thủ tản ra tập hợp lại không thể bỏ mặt vì để cho người của tam tiên bảo yên tâm dữ khánh cũng để lại nam trúc chỉ mang theo một ngạo thiết và bách lý tâm đi trước cũng thông báo sẽ lưu lại ký hiệu để cho đám người bên này tập hợp đầy đủ hết liền theo ký hiệu đi tìm bọn họ an ấp lập tức cho người đi tìm điểm cao treo tín hiệu để tam tiên bảo nhân mã tập kết sau khi đưa mắt nhìn đám người giữ khánh rời đi văn lão lại lắc lư đến trước mặt nam trúc hỏi con chim kia là tam túc ô phải không nam trúc thái độ cung kính tiền bối quả nhiên là hảo nhãn lực văn lão có chút ngoài ý muốn nói trong sách cổ nói tam túc ô tính tình cương liệt thà tuyệt thực mà chết cũng không bị người thuần dưỡng, các ngươi đây là như thế nào thuần phục. Chúng ta ở U Giác Phụ vét hết túi tiền mua, sau đó đút chút tiên đạo cho nó, cứ như vậy, rất khó nuôi. Văn lão nhất thời choáng váng, sững sờ nói, tiên đào. Tam túc ô là U Giác Phụ mua. Nam Trúc buông tay, đúng vậy, U Giác Phụ có người công khai treo bán, chúng ta liền mua chơi, cái này vừa tra là có thể tra được đám người tam tiên bảo bên cạnh cũng bừng tỉnh đại ngộ mở mang kiến thức. Tô Thu Tử như có điều suy nghĩ nói với An ấp, tam túc ô này hình như cũng không đắt, xem ra nếu có cơ hội chúng ta cũng có thể đi mua một con. An ấp vô cùng tán thành gật gật đầu, tốc độ phi hành nhanh, năng lực tránh hiểm mạnh, còn có thể dò đường, nhìn rất linh tuệ, quả thật có lời. Nam Trúc trong lòng xì một tiếng, còn có thể có tam túc ô xuất hiện mới là lạ hắn căn bản không sợ người khác đi nghiệm chứng lời nói dối của hắn vẫn không giải quyết được vấn đề nguyên lai là muốn cho ăn tiên đào văn lão vuốt trâu cũng một bộ khai ngộ có chút cảm khái nói quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường nam trúc thử hỏi tiền bối có một chuyện muốn mạo mùi thỉnh giáo hả văn lão nghiêng đầu nhìn hắn tiểu mập mạp ngươi coi như là người thực tế không cần khách khí có chuyện gì cứ nói thẳng nam trúc cúi đầu không lưng tạ ơn rồi hỏi tiếp tiền bối lúc trước chúng ta nghe người bên thiên lưu sơn nói hình như có một lão tiền bối tên là văn khúc cũng vào tiên phủ này ngài vừa vặn cũng họ văn lại lẽ loi một mình tiền bối cái kia ngài không phải chính là văn khúc tiền bối chứ hắn lười lại đi đoán dứt khoát một đau thẳng vào làm rõ ràng lại nói bằng không cũng quá không được tự nhiên đám người an ấp cùng tô thu tử bên cạnh đều đồng loạt xem ra chính xác mà nói là đều bị dọa nhảy dựng lão nhân này là văn khúc văn lão không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu nói không phải phản ứng này của hắn lại làm cho nam trúc cảm giác không bình thường nếu thật sự không phải đổi lại là ai bị người hiểu lầm thành văn khúc đều sẽ có chút ngoài ý muốn hoặc kinh ngạc đi ít nhất không nên là phản ứng này vì vậy hắn lần nữa thăm dò nói tiền bối thật không phải văn khúc nói quá lời nói quá lời nam trúc nhanh chóng xua tay tỏ vẻ mình không phải ý này người ta đã thề độc như vậy hắn còn có cái gì không thể tin tưởng nếu thật sự là văn khúc thân phận địa vị kia không đáng dày xéo thề độc như vậy xem ra lão thập ngũ nói không sai đúng là người có lý chính diện giao phong có thể áp chế đại thánh ở chỗ này làm sao có thể dễ dàng bị một ít đám ô hợp đã thương năm đó cũng không nên để văn thì gặp phải đại kiếp nạn như vậy mới đúng trái tim sợ đắc tội cao nhân mà cẩn thận nịnh hót của hắn xem như hoàn toàn buông xuống cúi đầu không lưng cung kính cũng không còn giơ tay vỗ vỗ sau lưng văn lão lão tiền bối yên tâm đều là người một nhà không đến mức như vậy trên đường có chuyện gì ta sẽ chiếu cố ngài đâu chỉ là hắn yên tâm người bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm nếu thật sự là văn khúc vậy còn rất kinh người văn lão ý vị thâm trường nhìn hắn một cái lơ đễnh nói tốt quá làm phiền rồi đừng khách khí. Ồ, ngươi cái này trên lưng hát hồ lô còn rất khác biệt đấy, nhìn hình như là trống không, không có đồ vật đi. Ai, giống như tôi, mập mạp, trong bụng không có hàng. Túi sách của tiền bối tốt, vừa nhìn đã chứa không ít đồ tốt, không hổ là người đọc vạn quyển sách, trong bụng có hàng. Hai người dài dòng trò chuyện, an ấp xem như nhìn ra, vị văn lão này thật đúng là rất tùy ý, cùng người nào cũng trò chuyện vừa có thể cùng tô thu tử miệng phun văn hoa lại có thể cùng mập mạp này miệng đầy trơn bóng sau khi mọi người chờ đợi nhân mã phân tán của tam tiên bảo cũng bắt đầu lục tục tập kết sau trong núi rừng vắng vẻ một gã hán tử bị lão treo ở dưới một gốc cây đại thụ hai gã bạch y nữ tử xinh đẹp lôi kéo một tay hán tử liếm ngón tay máu chảy đầm đìa đầu ngón tay đã bị hai nữ tử cắn rớt vài cái giống như gặm mía cứng trắng cắn xuống nhai ăn Người áo đen đầu trọc trâu chữ bác đi tới đi lui trước mặt bọn họ, trên tay kéo theo một cái roi ô lưu, thỉnh thoảng hỏi hán tử bị thương kia đã sợ tới mức hỏi gì đáp nấy. Hắn đã nhận ra, hai nữ một năm này hẳn là người của tiên phủ, không chỉ bởi vì nguyên nhân thực lực mạnh, còn có tình huống người áo đen luôn ở bên ngoài, chẳng những là tình huống của giới tu hành, ngay cả phong thổ nhân tình cũng có hỏi đến, tự hồ đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Người áo đen nói tiếp cũng xác minh suy đoán của hắn, tiên phủ đại môn nếu là bình thường mở ra mở ra trong nháy mắt phong ấn trận pháp liên quan sẽ có phản ứng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả cho nên tuyệt không phải bình thường phương pháp mở ra cái kia thám hoa lan rốt cuộc là như thế nào mở ra hán tử khẩn trương nói ta không biết ta thật sự không biết a à. tiếng kêu thảm thiết vang lên hai người nữ tử miệng đầy máu tươi lại bắt đầu ông ngón tay hắn răng rắc răng rắc, rắc gặm cắn ta là thật không biết a à. Ngài hỏi cái gì ta đều là chiếu theo sự thật nói, đại tiên tha mạng đây. Ô ba ba, roi trên tay ô y quốc lên người hai nữ nhân, đánh ra vết máu, hai nữ nhân đau đến run rẩy, lập tức ngừng gầm cắn. Người áo đen lại hỏi, thám hoa là ngươi nói ở đâu? Hán tử run giọng nói, lúc ta vào thấy hắn đi cùng với người của ba thế lực lớn. Các ngươi tiến vào bao nhiêu người? Không biết, phỏng chừng ít nhất có trên vạn người làm sao phân biệt được ai là người của ba thế lực lớn, ai là người loạn thất bát tao như các ngươi. Người mặc áo xám giống nhau là nhân mã tư nam phủ, người mặc áo làm giống nhau là nhân mã đại nghiệp ti, người mặc áo xanh là nhân mã thiên lưu sơn, ngoài ba thế lực lớn thì mặc đủ loại, rất dễ nhận biết. Chương 1070, cầu xin. Áo xám, áo lam và áo xanh. Người áo đen nói thầm một ngón tay vuốt trâu dài khóe miệng, bỗng nhiên roi trong tay rung lên, bóp một tiếng đánh trúng hán tử kia. Ba, thanh âm không lớn, động tĩnh giống như bọt biển tan vỡ, hán tử kia cũng giống như bọt biển tan rã, cả người hóa thành một bãi cặn bã ào ào rơi xuống, chỉ còn lại có một kiện sim y treo ở trên dây mây. Đuôi roi giống như linh xà đem sim y lại đây, đưa đến trước mặt ô y nhân. Người áo đen bắt lấy sim y đặt ở trước mũi ngửi, tham lam hít sâu mùi trên quần áo, giống như ông mỹ nữ tuyệt thế, trên mặt hiện ra mộng ảo như si như say, lẩm bẩm, mùi người, đây mới là mùi người chân chính. Đột nhiên roi rung lên, ô ba một tiếng, lại tại hai cái bạch y nữ tử trên người đánh ra một đạo vết máu, hắn chỉ vào hai nữ nhân đang rung lẫy bẫy, điên cuồng cuồng loạn, các ngươi là giả, các ngươi đều là giả. Vùng roi liên tục, cho đến khi đánh ngã hai nữ nhân trên mặt đất mới thôi tay, mới hô, đổi người khác. Hai nữ nhân mình đầy thương tích nhịn đau bò dậy, toàn bộ quá trình không dám trên một tiếng. Hai người lại cởi ra một cái dây mây đem treo ở chỗ cao một người khác cho hạ xuống, cố định xong dây thừng, mới đem người này cho đánh thức. Kế tiếp toàn bộ quá trình cùng lúc trước cơ hồ là giống nhau như đúc, lại là một hồi nghiêm hình bức cung, người áo đen tiến hành thẩm vấn không nhiều lắm, kết quả cuối cùng là, người bị tra tấn lại ở dưới một trôi kia hóa thành cặn bã. Sau đó lại từ trên cây hạ xuống một người, lần này là nữ nhân, cũng là người cuối cùng, đồng dạng là một hồi nghiêm hình bức cung, kết quả không có gì biến hóa, cùng hai người trước là giống nhau cách chết. Dưới một tròi, ngoài trừ thịt bùn rơi xuống, còn có lá rụng phiêu linh, ánh mặt trời xuyên qua cành cây loan lỗ trên lá khô dày trên mặt đất, trong không khí còn có mùi máu tươi. Như vậy đối với ba người khác nhau tiến hành thẩm vấn giống nhau, cũng là lo lắng có người nói dối. Đáp án nhận được tương tự, ô y nhân yên tâm, đem quần áo của ba người chết nhiều lần cầm ở trên tay thưởng thức cuối cùng chọn một bộ quần áo màu nâu tiện đà lại bắt đầu cởi quần áo của mình thay bộ quần áo màu nâu kia một cái túi to bằng bàn tay hiện ra ánh kim loại ở trong tay hắn vung lên trong nháy mắt đem bộ ô y cùng trường tiên bóng loáng của hắn thu vào thần kỳ chính là không thấy hầu túi kia có bất kỳ cảm giác trướng lên nào chiếc túi như thường lệ bay trở về trên thắt lưng hắn giang hai tay xoay vòng cho hai nữ nhân kia thưởng thức hỏi các nàng ta ăn mặc đẹp không hai người phụ nữ vâng một tiếng gật đầu khúng núng ô y nhân vui vẻ ra mặt hỏi các ngươi đoán ta muốn đi làm gì hai nàng khó hiểu lắc đầu người áo đen trừng mắt bỗng nhiên lại phát điên hai tay một trương hai nữ liền bị trực tiếp nhào tới hắn bóp cổ hai nữ nhân thành sắc câu lệ nói người phải có hỉ nộ ái ố người phải biết nói chuyện nhanh đem hai người bóp chết mới đẩy ra một người ông lấy một người khác há mồm hướng cổ họng hung hăng cắn xuống cắn máu tươi bắn tung tóe, bắn tung tóe lên mặt hắn, một thân. Nữ nhân kia đau đớn co quắp, hoảng sợ giãy dụa, sau đó dùng sức đánh, liều mạng đánh, nhưng vô dụng, thực lực chênh lệch quá lớn, đánh vào trên người ô y nhân giống như gãi ngứa. Mà người áo đen lại như làng như hổ cắn xé từng ngụm từng ngụm, rõ ràng cắn xé, thẳng đến khi cắn cổ nữ nhân kia ra hơn nửa lỗ hổng máu chảy đầm đìa, máu ồ ồ mới đẩy ra, nữ nhân kia ngã trên mặt đất trừng mắt cơ bản không có động tĩnh, chỉ còn lại đầu ngón tay hơi có cảm giác động mà thôi. Về phần một nữ nhân khác, đã là sợ tới mức mặt không còn chút sắc, ngồi dưới đất lui về phía sau, rồi lại không dám chạy, đợi ô y nhân miệng đầy máu tươi liếm môi quay đầu nhìn lại, nàng sợ tới mức cuốn quít cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ô y nhân cũng không buông tha nàng, đi tới ép hỏi, ngươi đoán ta đổi bộ sim y này muốn làm gì? nữ nhân kia sợ tới mức run rẩy muốn lắc đầu lại lập tức nghĩ tới kết cục của đồng bạn lập tức cố lấy dũng khí trả lời thượng tiên muốn đi tìm thám hoa lan kia thu hoạch pháp môn mở ra tiên phủ ô y nhân trong nháy mắt biến thành nghiêm trang thương lượng vấn đề dáng vẻ mở ra tiên phủ liền ta đều làm không được tên thám hoa lan kia lại có thể mở ra còn dám xông vào bên trong sự tình tuyệt không có vừa rồi kia ba tên cặn bã nói đơn giản như vậy vạn nhất có chiêu trò gì ta trực tiếp chạy lên tìm chết sao? Nữ nhân kia nhìn mặt nói chuyện, lập tức hỏi tiếp, vậy thường tiên đổi bộ sim y này làm gì? Ô y nhân mở hai tay áo ra tự mình đánh giá, muốn đối phó địch nhân, trước hết phải hiểu rõ địch nhân. Thám hoa lan kia cùng tam đại thế lực hỗn hợp cùng một chỗ, không nên mạo hiểm tiếp cận, cần có một quá trình tra xét, đám ô hợp kia thêm một ta, ai có thể phát hiện? Nữ nhân kia đại khái lĩnh ngộ ý tứ của hắn, lúc này ca ngợi nói thượng tiên anh minh. Người chân chính cùng các ngươi không giống nhau, người là rất phức tạp, bọn họ sẽ lục đục với nhau, bọn họ sẽ lừa ta gạt ngươi, sẽ rất kích thích. Nói đến đây, ô y nhân lại hưng phấn đến có chút phát ruông, hưng phấn đến oa oa kêu loạn, tiến tới như con cu cua tứ chi một trận loạn nhảy loạn xoay. Nhưng hắn biến sắc mặt cũng nhanh, đột nhiên nghiêm túc tỉnh táo lại, nói với nữ nhân kia, triệu tập nhân thủ đi tìm, tìm được đám ô hợp kia, không cần loại lạc đàn này, không có tác dụng gì những thế lực lớn cùng thám hoa lan hẳn là chướng mắt bên trong khẳng định có băng nhóm có giá trị lợi dụng mới có thể dễ dàng đánh vào bên cạnh thám hoa lan hơn vâng tìm một băng nhóm người phụ nữ kia lên tiếng bò dậy người áo đen lại hỏi biết tìm thế nào không nữ nhân kia suy nghĩ một chút nói cùng loại áo xám áo xanh áo lam không cần tìm đủ loại mặt người áo đen lộ ra bộ dáng rất hài lòng khóe miệng trút giận, thổi râu dài hai bên, đi. Nữ nhân kia cuối người lui vài bước, sau đó mới xoay người bay vút đi. Hiệu suất rất cao, không tốn quá nhiều thời gian liền có kết quả trở về, nàng mời ô y nhân đi theo nàng. Ẩn nấp sâu trong rừng rậm bọn họ thấy được một đại đội nhân mã đi qua, hơi đánh giá, phải có gần trăm người, cầm đầu là một mập mạp. Kỳ thật đội nhân mã này không phải cái gì khác, chính là một nhóm người do Nam Trúc dẫn đầu ở Tam Tiên Bảo quần áo bọn họ mặc cũng đúng là đủ loại. Không có biện pháp, tam tiên bảo xuất thân từ một đám cướp trong giới tu hành, bọn cướp cướp nếu mặc đồng phục giống nhau thì có chút không thể nào nói nổi. Sau đó bọn họ lại đúng là thành nhóm xuất hiện, xác thực mà nói, là đủ loại trong ăn mặc nhân số quy mô lớn nhất một cái nhóm, nữ nhân kia chấp hành ô y nhân mệnh lệnh tự nhiên không muốn làm bậy, nhất định là muốn chọn lựa tốt nhất mục tiêu cho hắn. Không tồi không tồi. Ô y nhân nhìn liên tục gật đầu, sau đó lại quay đầu dặn dò, tìm thêm đám ô hợp khác, đuổi bọn họ tới đây. Vâng. Nữ nhân lĩnh mệnh mà đi. Âm âm, đột ngột vang lên tiếng đánh nhau, khiến đám người Nam Trúc nhanh chóng dừng nghiêng tai lắng nghe. Nghe xong, Nam Trúc hơi lo lắng, nói thầm một câu, lão thập ngủ bên kia không có việc gì chứ. An ấp nghĩ nghĩ, nói, động tĩnh chỗ đánh nhau, cùng biển chỉ đường chỉ hướng không nhất trí, hẳn là không phải thám hoa lan bên kia. Cũng đúng, Nam Trúc nhún vai, vung tay lên, đều là tự tìm, đi con đường của mình, đừng can thiệp vào chuyện của người khác. Một đám người tiếp tục men theo biển chỉ đường đi về phía trước. Tuy nhiên đi tới đi lui phát hiện không thích hợp, động tĩnh đánh nhau cách bọn họ càng ngày càng gần, sau đó thậm chí có thể nhìn thấy một đám người khổng lồ nhảy dựng lên. Rất nhanh, bọn họ không cách nào lại xem náo nhiệt, chỉ thấy năm sáu người chạy trối chết mạnh mẽ hướng về phía bọn họ tới phía sau chính là truy sát cự nhân trong số những người cuốn quyết chạy trối chết có người áo đen hắn ngay cả vết máu lưu lại trên mặt và trên quần áo cũng không xử lý gì trên tay không biết từ đâu xách theo thanh kiếm trách, còn hướng bên này la to cứu mạng cứu mạng đột nhiên nhìn thấy nhiều nhân mã như vậy mấy người một đường chạy trốn như hạn hán gặp mưa dầm không hẹn mà cùng chạy về phía này nhiều người thêm can đảm tâm tình có thể lý giải vì mạng sống mà, nhưng đám người tam tiên bảo lại gặp tai bay và gió, nằm trúc tức giận mắng, một đám vương bác đảng, không có bản lĩnh còn dám chạy lung tung, hại người hại mình. Hắn vừa mắng vừa lui về phía sau vào trong đám người, để người của tam tiên bảo ở phía trước. Bọn họ muốn không đến xỉa đến đã không còn kịp rồi, những người khổng lồ kia gặp người liền công kích, nhìn thấy một đám người như vậy càng không chịu buông tha. Bất đắc dĩ, an ấp cùng tô thu tử là người đầu tiên rút vũ khí ra mang theo một đám người tam tiên bảo xông lên đối đầu nhị đương gia cùng tam đương gia đánh ra thủ thế đám người tản ra ở trên tán cây bay lướt từ các góc độ khác nhau vây công mười mấy tên cự nhân kia nam trúc ngược lại lui xa một chút quan chiến văn lão không nói nhiều chạy theo hắn hai người trốn cùng một chỗ nhìn nhau trong lòng khinh thường lẫn nhau nhưng ai cũng không nói ai tiếp tục quan chiến lực công kích của những cự nhân kia tuy mạnh, thân thể khổng lồ đối mặt với một đám người nhỏ bé linh hoạt vây công bay tới bay lui, tự hồ cũng không chịu nổi quấy nhiễu, sau khi khắp nơi trên người da tróc thịt bông, theo một tiếng trống xa xa, đám cự nhân nhao nhao nhanh chân lui về. Chạy trốn. Bên này một đám người không có đuổi theo, cũng không dám đuổi theo, kiểm kê nhân số, cũng không có tổn thất gì, bộ phận không bị người khổng lồ trực tiếp bắn trúng, ngược lại bởi vì tảng đá và gỗ nổ tung dưới sức mạnh của người khổng lồ bị thương cũng may vấn đề cũng không lớn chiến đấu phát sinh nhanh kết thúc cũng nhanh một đám người phải tiếp tục lên đường bọn họ đối với đám ô hợp kia không có hứng thú ô y nhân lại chạy tới phía trước bọn họ ngăn cản bọn họ chắp tay khẩn cầu chư vị lạc đàn thật sự là quá nguy hiểm mang theo chúng ta cùng nhau đi chúng ta nguyện vì chư vị hiệu lực mấy đám ô hợp khác thấy thế bao nhiêu sửng sốt cũng không nghĩ tới chính mình đột nhiên làm chuyện tốt. Bất quá cũng quả thật dẫn theo một cái đầu tốt, những người trước mắt bọn họ đều biết, đây chính là thám hoa lan một đám nhân mã tam tiên đảo, người ta có thể thu lưu tự nhiên là chuyện tốt, chỉ sợ người ta không thu, bất quá đã có người đã mở miệng, bọn họ dứt khoát cũng đi theo lên thử xem. Kết quả không ngoài dự đoán của bọn họ, nằm trúc quát lớn, chúng ta không thiếu người, muốn đám ô hợp các ngươi cũng vô dụng, tránh ra. Ô y nhân vẻ mặt thành khẩn nói, sao lại vô dụng, chỉ cần các ngươi mang theo chúng ta, bảo chúng ta làm gì cũng được, có việc bẩn việc mệt cứ giao cho chúng ta đi làm. Nam trúc mặt kệ hắn, phất tay chào mọi người, vòng qua rời đi. Người áo đen cũng không thức thời, lại lắc mình ngăn ở phía trước, nhận lấy chúng ta đi. Bóp. Nam Trúc phất tay chính là một cái bạc tai vang dội, không hề báo trước ra tay. Đây là lười dông dài, bọn họ còn phải lên đường. Ô y nhân bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lão đảo, sững sờ nhìn hắn, tự hồ có chút không kịp phản ứng. Nam Trúc chỉ vào mũi hắn liền mắng, đồ chó, rước lấy phiền toái cho chúng ta, chúng ta không lấn ngươi đã là tha thứ. Còn dám không dứt, lại dông dài, có tin ta làm thịt ngươi hay không? Trong mắt ô y nhân lại hiện lên thần thái hưng phấn khác thường, bất quá bị nước mắt trào ra mai một. Nam Trúc sửng sốt, lại tiếp tục quát mắng, khóc cũng vô dụng, cút ngay lại đi theo da da ta chặt sống ngươi phất tay muốn đẩy người ra ai ngờ người áo đen phù phù một cái lại trực tiếp quỳ gối trước mặt nam trúc nước mắt chảy nước mắt nói ta trên có già dưới có trẻ không muốn chết ở đây ta không nghĩ tới phúc địa tiên gia cũng sẽ nguy hiểm như thế cầu ngại chỉ cần có thể sống để cho ta làm gì cũng được mấy đám ô hợp khác nhìn đến choáng váng dễ dàng quỳ xuống như vậy bọn họ có chút làm không được a h Nam Trúc vui vẻ, giơ tay vỗ lên đầu trọc của người áo đen trượt qua trượt lại vài lần, lại ngoắt ngoắt trâu hắn, lớn lên giống như con cá nheo, nói khóc liền khóc, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Quay đầu lại hỏi mọi người, các ngươi cảm thấy người này có thể ở lại sao? Chương 1071, Mất tích Hỏi nhiều như vậy, phần lớn mọi người đều cảm thấy không cần thiết. Tô Thu Tử nhắc nhở, Nam Huynh, người không rõ lai lịch, không cần phải phức tạp. Nói chính là, nằm trúc vỗ vỗ đầu trọc, lão đầu trọc, có nghe hay không, khóc vô dụng, quỳ cũng vô dụng, còn dám dây dưa, giết chết ngươi. Thuận tay đẩy một cái, một tay đem ô y nhân đánh ngã xuống đất trời đi. Ô y nhân vội vàng bò dậy, hô lên một tiếng, ta lúc trước bắt được một tin tức, hỏi đến một ít tình huống bản địa, có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Lời này nói ra, Nam Trúc dừng bước, những người vừa mới cất bước cũng nhao nhao dừng lại nam trúc lại xoay người trở về bên người ô y nhân con ngươi xoay chuyển thử dò xét nói vậy ngươi có hỏi tiên phủ này tên là gì không người áo đen cự linh phủ đúng rồi nam trúc âm thầm hắt một tiếng xem ra thật đúng là nắm được tin tức cự linh phủ những người khác nghe vậy có nhiều nói thầm đều là lần đầu tiên nghe nói cái này tiên phủ tên cũng không biết là thật hay giả Nam Trúc lại hỏi, đối với chúng ta có trợ giúp? Ngươi đã hỏi đến những tình huống nào? Ô y nhân lắc đầu, ngươi nếu không mang theo chúng ta, chúng ta nếu chỉ có một con đường chết, vì sao nói cho ngươi biết? H Nam Trúc nổi nóng, hai tay áo dơ lên, cảm giác muốn động thủ, bất quá hiện tại xác thực không phải lúc chậm rãi lăng qua lăng lại thẩm vấn ở chỗ này, tay không đánh vào mặt ô y, mà là vỗ lên vai hắn, nói với mọi người, quên đi cho hắn theo cũng không lật nổi sóng gì, mang theo đi. Nơi này trước mắt đúng là do hắn định đoạt, hắn chuẩn bị đưa người tới giữ khánh chậm rãi thẩm vấn. Nếu là cái nắm giữ một ít tiên phủ tình huống người, quả thật có giá trị lợi dụng, những người khác cũng sẽ không tiện nói cái gì nữa, kết quả là, mang theo ô y nhân cùng nhau xuất phát, tính cả cái kia mấy cái trước bị cự nhân đuổi giết, cũng đi theo. Người theo bầy, mấy người kia cũng tự nhiên tụ tập bên người ô y nhân. Trên đường, ánh mắt như có như không của người áo đen luôn liếc về phía hồ lô đen bên hông Nam Trúc, hơi có vẻ kinh nghi. Một số chuyện đối với đám người Nam Trúc mà nói, căn bản không phải là bí mật gì, ví dụ như thân phận rõ ràng của bọn họ, cho nên lời nói trên đường cũng không lãng tránh người khác. Mà đối với ô y nhân vốn là cố ý rình coi mà nói, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn căn bản không nghĩ tới. Đám ô hợp mình gia nhập này cư nhiên là giả, cư nhiên chính là vị nhân mã thám hoa lan kia mình vốn còn muốn lợi dụng đội người này tiếp cận vị thám hoa lan kia như thế nào, không nghĩ tới trực tiếp bất việc, thật đúng là được đến toàn bộ không phí công phu. Xuyên qua núi rừng, đi tới đi lui, người áo đen cũng phát hiện đội người này đang tìm biển chỉ đường đi về phía trước. Sau khi thấy rõ hình thái biển chỉ đường, người áo đen dần dần rơi vào phía sau cùng của đội ngũ. Thừa dịp người ta không chú ý, một bàn tay nhanh chóng ấn một cái lên một gốc cây đại thụ. Đợi sau khi rời đi, trên vỏ cây đột nhiên rơi xuống một ít bụi bặm lộ ra một hàng chữ viết lợi dụng biển chỉ đường này dẫn người tới bàn bạc lĩnh sự thành tiêu trừ dấu vết để tránh người khác theo dấu vết truy tung phía dưới kèm theo một cái dấu hiệu mũi tên giống như móc câu còn có một hình vẽ roi da không bao lâu cái kia trên người còn mang theo vết roi bạch y nữ tử theo đuôi đội ngũ tới lúc này thấy được cái kia dễ thấy chữ viết cùng biển chỉ đường vừa nhìn liền biết là thượng tiên lưu lại nàng có chút nghi hoặc thường tiên đây là thay đổi kế hoạch hay sao? Đây không phải là nàng nghi ngờ, nàng chỉ có chấp hành, giơ tay thi pháp, cách không đem trên vỏ cây lưu chữ dấu vết cho quét sạch, chợt thay đổi tiếng lên phương hướng, lần này không hề theo đuôi đội ngũ kia, mà là nhanh chóng đi vòng đến đội ngũ phía trước. Sắc trời dần dần tới gần chạng vạn, Diễu Khánh theo dấu vết bản chỉ đường mình lưu lại trở về, đồng hành còn có hướng Lan Huyên dẫn đầu đại nghiệp tiên nhân mã, người sau xem như tới giúp Diễu Khánh bởi vì sự tình rõ ràng không bình thường, sau khi Vũ Khánh tìm được hướng Lan Huyên, chậm chạp không phát hiện Nam Trúc dẫn người tới gặp mặt, cũng cảm giác có chút không thích hợp, liền phái tam túc ô tiểu thanh cùng đại đầu theo đường cũ trở về kiểm tra, để cho phát hiện cái gì dị thường liền lập tức tới báo. Kết quả ngay cả bóng người của bọn Nam Trúc cũng không nhìn thấy, sau khi tìm kiếm trên phạm vi lớn, ngược lại phát hiện ra những người khác, duy chỉ không phát hiện ra một nhóm người của Nam Trúc, điều này rất không bình thường, một nhóm người của Tam Tiên Bảo xem như là một nhóm khá lớn trong nhóm người tiến vào, làm sao có thể tìm không thấy? Theo lý thuyết sẽ không dễ dàng tản ra. An Nguy của đám người Tam Tiên Bảo không nói, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết khẳng định không thể mặc kệ An Nguy của năm trúc, đương nhiên là tự mình trở về tìm kiếm. Trên đường phát hiện một nơi từng có dấu hiệu đánh nhau, hơn nữa vừa nhìn chính là loại có người khổng lồ tham dự, hiện trường có vết máu, nhưng không phát hiện bất kỳ thi thể nào nơi đây chính là nơi đám người tam tiên bảo đã từng giao thủ với người khổng lồ. Thăm dò qua hiện trường về sau, Diễu Khánh không được đối với Lan Huyên nói, đại hành tẩu, ta nơi này nhân thủ không đủ, có thể hay không phái người truy tung cự nhân lưu lại các loại dấu vết đi tra xem. Hướng Lan Huyên lạnh nhạt nói, người đây là đang cầu xin ta sao? Diễu Khánh không chút do dự khẳng định, xin ngươi. Hướng Lan Huyên nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắc trời đã tối, dấu chân người khổng lồ lưu lại cố nhiên rõ ràng, nhưng sau khi trời tối sợ là không dễ tra. Vũ Khánh Không tìm xem làm sao biết không được. Hướng Lan Huyên cũng không nói nhảm nhiều, quay đầu nói với người phía sau, ba người một tổ, phái năm tổ nhân mã đi điều tra một chút, tìm người là một mặt, tranh thủ điều tra đến nơi người khổng lồ đặt chân. Lại phái một tổ nhân mã chạy về cừu đại hành bên kia, nhìn xem người của Tam Tiên Bảo có trở về hay không, nếu không trở về, hỏi xem trong tình huống tập hợp bên kia có phát hiện dấu hiệu của bọn họ hay không vâng lập tức có người lĩnh mệnh chấp hành đám người dữ khánh cũng không dừng lại tại chỗ tiếp tục dẫn người chạy tới chỗ chia tay với nam trúc xem có manh mối gì không chờ sau khi bọn họ chạy tới một phen lăng qua lăng lại kết quả rất tàn khốc tin tức lần lượt truyền về cũng tạm thời không có tình huống xác thực liên quan gần trăm người phản phất hư không biến mất mặc dù rất không bình thường nhưng dù sao đây cũng là tiên phủ, chuyện gì không biết đều có thể phát sinh. Dũ Khánh sẽ không dễ dàng buông tha cho việc tìm kiếm, Tiểu Thanh và Đại Đầu đã không ngừng tìm kiếm trong phạm vi lớn, nhưng độ mạnh yếu tìm kiếm vẫn không đủ, hắn tạm thời chỉ có thể cầu xin hướng Lan Huyên tăng cường hỗ trợ. Hướng Lan Huyên không để ý tới hắn, phi thân đến cao cao ngọn cây đỉnh, nhìn ra xa xa tối tăm phía chân trời cuối cùng một vệt đỏ sậm. Dũ Khánh tự nhiên mặc dày mày dạng đi theo, đại hành tẩu, nhiều người như vậy không có khả năng hư không biến mất, đi lên trên khẳng định có lưu lại dấu vết gì, để người của ngươi hỗ trợ tìm kiếm, đem người ven đường trải trái phải cẩn thận vuốt một lần, khẳng định sẽ có phát hiện. Gió vuốt mái tóc nàng, hướng Lan Huyên nhìn phương xa, như vậy giúp ngươi tìm kiếm, đã là xem ở trên tư nhân giao tình đặt cách giúp ngươi, ngươi phải làm rõ ràng, đây là đại nghiệp tiên nhân mã, cũng không phải ta một người định đoạt. Nơi này là tiên phủ tình huống không rõ, đêm hôm khuya khoắt chạy loạn, là rất nguy hiểm, không có khả năng vì ngươi không để ý sống chết bọn họ, quay đầu lại gặp cừu hạp bên kia ta là hồi đáp không được. Quay đầu nhìn hắn, hơn nữa, ngươi có coi ta là người một nhà không? Tiểu tử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện gạt ta, trong lòng ngươi biết rõ. Vũ Khánh có ý ám chỉ, đại hành tẩu, có một số việc nói giấu hay không giấu không cần thiết, ai có thể không có chút bí mật. Hướng Lan Huyên, lừa ta cũng tính sao? Diễu Khánh có vẻ khó hiểu nói, ta lừa ngài cái gì? Hướng Lan Huyên lập tức xoay người đối mặt, cái kia cái gọi là nhắn tin người thần bí, thật sự tồn tại sao? Diễu Khánh có chút xấu hổ, mạnh mẽ giải thích, đại hành tẩu hẳn là hiểu lầm, người thần bí truyền giấy quả thật tồn tại, sở dĩ ta nói, chìa khóa, mở tiên phủ cũng là người thần bí cho, nguyên nhân ngài cũng rõ ràng, đây không phải là vì che giấu chuyện chư thiên chi cảnh sao? Hướng Lan Huyên ồ một tiếng, ngươi xác định không phải đang gạt ta. Diễu Khánh có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng, không có không có, ta đối với đại hành tẩu luôn luôn kính ngưỡng và sùng kính, cũng không cần phải lừa ngài không phải sao. Người đọc sách miệng nói so với hát còn dễ nghe hơn, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Hướng Lan Huyên hừ hừ một tiếng. Diễu Khánh lập tức vỗ ngực cam đoan, miệng nói không có bằng chứng, đại hành tẩu xem biểu hiện sau này của ta, tất không để cho ngươi thất vọng hướng Lan Huyên đảo trong mắt, dường như thuận miệng hỏi một câu, ngươi có phải hay không ở bên cạnh tương hải hoa bố trí thám tử? Dũ Khánh không biết nàng nói bậy cái gì, hắn hiện tại sốt ruột an nguy của Nam Trúc, vẻ mặt bất đắc dĩ than thở, ở bên cạnh tương hải hoa bố trí thám tử, thiệt thòi đại hành hành nghĩ ra, đừng nói ta, cho dù là đại hành tẩu ngài, có thể dễ dàng làm được sao? Tương thị bên kia không dễ dàng tiếp cận. Diễn thật đúng là giống, hư hư, hư hư hướng Lan Huyên một trận một trận cười lạnh, cuối cùng hóa thành một chữ, cút. Không phải, ta diễn cái gì? Vũ Khánh không rõ, nhưng vẫn mạnh mẽ giải thích, đại hành tẩu, ta nói thật, thật không lừa ngươi. Hướng Lan Huyên xoay người đưa lưng, vậy sao? Trên người tiểu bạch kiểm bên cạnh tương hải hoa lại có mật ong của bách hoa tiên phủ. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói thứ kia các ngươi sẽ tặng người khắp nơi tiểu bạch kiểm của tương hải hoa trên người có mật ong của bách hoa tiên phủ đại hành tẩu không phải lầm chứ lầm rồi thứ kia ta ấn tượng sâu sắc ngươi cảm thấy có thể sẽ lầm sao không thể nào thứ đó chúng ta biết nặng nhẹ quả thật sẽ không dễ dàng tặng cho người khác đúng rồi đại hành tẩu không hỏi hắn lấy từ đâu ra thật đúng là chưa kịp hỏi đã có người kịp thời truyền tin tức cho ta nói bàn vô tranh kỳ thật là đông liên ngọc giả chết chứng minh hắn không có năng lực giết bàn vô tranh, lệnh cha con tương thị có cớ kịp thời vớt hắn ra ngoài. Truyền tin tức này cho vị này không phải là mình sao, Dũ Khánh có chút không biết nói gì, bị đối phương vừa nói như vậy, ngay cả chính hắn cũng cảm giác hiềm nghi của mình quả thật rất lớn. Hôm nay xem ra, bàn vô tranh thật đúng là có thể là hắn giết, trên thanh nhuyễn kiếm kia của hắn có bàn vô tranh huyết khí chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Muốn cho ta giúp ngươi tìm năm mập mạp, có thể ta muốn biết tiểu bạch kiểm kia rốt cuộc là ai, lại có năng lực thuấn sát vô tranh. Nguyễn Kiếm Diễu Khánh đang bất đắc dĩ đột nhiên như bị sét đánh, vội hô, ngươi nói xem tiểu bạch kiểm kia dùng Nguyễn Kiếm, Nguyễn Kiếm dạng gì. Hướng Lan Huyên chậm rãi xoay người theo dõi hắn, nhận ra phản ứng của hắn lúc này không giống như là diễn, trong lòng khẽ động, liền giải thích một chút, một thanh Nguyễn Kiếm quấn ở trên lưng, kiếm còn rất kỳ lạ, mặt trên che kiếm thật nhiều lỗ nhỏ, búng một cái sẽ phát ra thanh âm kỳ quái, không biết người chế tạo nghĩ như thế nào. Hết chương 1071. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.